Hồng Sơn xin gửi lời chào đến tất cả quý đối tác, quý khách hàng. Thưa quý vị, công ty Nam Dương là một doanh nghiệp trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực địa ốc, bất động sản. Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, đến nay đã khẳng định được thương hiệu uy tín tại Bình Dương cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Để có sự thành công như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới sự đồng hành của quý đối tác, quý khách hàng. Đại diện cho công ty cổ phần tập đoàn Nam Dương, Hồng Sơn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý đối tác, quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chào mừng năm Tân Sửu 2021, công ty cổ phần tập đoàn Nam Dương xin chúc quý đối tác, quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.